chào tất cả mọi người và anh em thủ nha. Hôm nay là tiếp tục đi câu mà hôm nay đi với bạn Kiệt. Đây bạn Kiệt đang ngồi bên kia. Hôm nay đi với anh Minh qua bè ở khu vực bến đá Long Sơn anh em. Thì vừa mới qua đây thì dứt được một con anh em. Con này chắc cũng được 6 7 lạng vậy á. Đây. Vừa mới qua là thả suốt thả chơi chơi mà ai ngờ dính thiệt anh em. Thì tí nữa qua bên bè bên kia anh Minh lấy hào rồi qua đó câu mới ngon hơn. Thả xuống nó dứt liền luôn. Còn anh em coi video có thấy hấp dẫn cho mình xin một like và đăng ký nha. Còn anh em cần mồi thì cứ liên hệ với mình qua Facebook, Zalo. Phía bên trái phần video có địa chỉ liên lạc nè. Vừa mới thả xuống được con anh em. Giờ tiếp tục thả xuống thật nữa rồi coi còn con nào đi lạc dưới đây nữa không. Ở ngoài là đi lạc đâu mà ngồi đèn ngon quá. Mới mua cái bạc 200 ngàn luôn em. Mấy thằng like nó coi video không thấy luôn. Lại đi về nữa. Tiếp. Nó cả bầy rồi. Nó đi bầy vô. Cá cháp mà cỡ cỡ đó là nó đi bầy không anh? Ăn rồi đó. Hết mồi á. Thấy thả xuống ăn liền luôn thấy không? Có là để xuống là nó quất liền à. Cỡ đó luôn anh ơi. Một size luôn anh em ơi. Quá đã anh em. Thả xuống rồi có nó bụp liền anh em. Qua đây ngồi luôn anh em ơi. Nè một con đó là trắng phím luôn. Nãy sảy con kia chắc cũng cỡ nó luôn á, nó đàn đi, nó đi đàn vô nè. Đó, má quất nữa, nhấp nữa, tỉ mẹ về chỗ này nhiều ghê ta. Sao mình câu hoài đéo ăn mà tụi nó đến đây câu là có nè. Ở đây ai câu những cá này chết liền. Em hơi vui đấy. Hết một. Chờ tao tí xíu à. Nó nằm ở dưới đó nó đợi em sẵn rồi. Hôm bữa tao câu cái đầu ngoài kia à. Mà con cáo nó phóng cái mù qua tới bên kia luôn mất luôn. Trùng mà nó ăn kiểu đó đó. Quay lên mà nó bay luôn á. Không phải cá cá. Chứ cá gì anh, cá hường hả? Cá gì á, làm cái mù bay qua bên kia xong luôn. Chẹm dí trong cái hào ấy á, mà tôn á. Má tính nhờ dưới đó đó, đó. À. Rồi bắn cá là anh em có nhấp á. Lấy cho này đi không? Trời ơi. Mới xảy trời. Mới xảy anh Minh. Xảy rồi hả? Ừ. Một con nữa nè anh Minh. Hai con.
hai thằng dính một lần luôn anh em. Cá đàn luôn rồi. Dạ không anh ơi. Kỳ. Quá đã anh em ơi, gặp cá bầy luôn rồi. Sảy mà nó còn vẫn còn ăn nữa mà anh em. Nhỏ quá. Tới mình. Nó nhão vậy con cá nó mới nhảy các bạn. Cứng quá là con cá nó không nhảy. Miễn sao mình thả cho cái cục mồi nó vẫn còn là được à. Sảy luôn. Tỉnh trời. Bự rồi bạn. Từ từ đi. Trời ơi cả ký luôn bạn ơi. Ký luôn anh em ơi. Rình nó nãy giờ các bạn. Nè anh em. Mình đợi cái nó đã. Trời ơi, con cá. Cá nè anh em. Cá rồi. Sao mỏi vô vô. Để nó xảy nó vậy á. Quá đã luôn bạn ơi, để cũng chuyện luôn rồi bạn ơi. Hả? Nó có cái kia nó đánh á. Đã quá anh em ơi, gặp ngay ổ luôn rồi, đi đúng bè luôn anh em. Ổ xuống nó ăn trên tay luôn trời. Rơi thiệt chứ. Giờ qua đây câu được lần này lần thứ hai nè. Bỏ xuống nè anh em. Thiệt lên cá nữa anh em. Bự quá hả bạn. Kéo lên miếng nữa đi. Bạn cầm con cá đi xong rồi bạn gửi cái lưỡi.
Ngược xuống á. Mình cá này mình đi chừng như con phi. Bỏ vô cái lồng đi chàng bạn đó nó nhảy á. Cứ chừng rớt cái giọng á. Rồi dướng như nhé nhén rồi. Rồi ra bạn ơi. Hay quá. Trời ơi. Nhỏ xíu mà nó dướng vô cái dây nhén. Tưởng đâu bự lắm. Đấy là tưởng đâu bự lắm chứ. Nó đu vô cái dây nhén cứng ngắc với nó luôn à. Rộng quá. Ê anh em, thành quả sáng giờ có hai thằng nè, được mười mấy con anh em. Tại vì nãy có đem vô nấu hành ớt trên bè ăn hết mớ anh em. Giờ nói chung là bị hết mồi, bị xui. Mồi này không những cá nó nhạy mà chó nó còn nhạy đó anh em. Để mồi hoài chó lại nó ăn hết luôn rồi. Giờ hai thằng hết mồi luôn. Đây, đã anh em cần mồi liên hệ nha. Facebook Zalo mình. Hôm nay mình hơi tệ, mình được nhiêu đây thôi. Sáng nấu mấy con nữa đây bạn Kiệt nè. Bạn bên đây của bạn Kiệt. Quá đã luôn, còn ngáp luôn nè. Còn sống. Rồi, anh em coi video thấy giật cá hấp dẫn thì cho mình một like với một đăng ký nha anh em. Ủng hộ mình, còn cần mồi thì cứ liên hệ. Rồi, tạm biệt anh em nha, hẹn anh em video tiếp theo. Bye.